Kim Nam chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng exemption. Từ này nằm ở trong phần 2 mục 13 của DN 400. Nghĩa tiếng Anh của từ này là not required. Cùng vào phần từ vựng và học phát âm nhé. Từ đầu tiên có nghĩa là sự miễn. Mọi người đọc i g E-G z zem sh sờ cong lưỡi shun. exemption exemption hai từ sau cùng nghĩa là không bị yêu cầu not nghĩa là không mọi người đọc a cong lưỡi chữ r not not từ tiếp theo là mọi người sẽ có âm cuối là âm d t require required required not required not required vậy thì exemption nghĩa tiếng việt là sự miễn nghĩa tiếng anh là not required tức là không bị yêu cầu chúng ta cùng qua phần luyện nghe thông thường người ta sẽ nói âm âm di cuối của từ does nói qua exemption mọi người sẽ nghe là What does exemption mean? Bây giờ Rana đọc lại câu hỏi và câu trả lời nhé. What does exemption mean? It means not required. Mọi người nghe lại. What does exemption mean? It means not required. Mọi người tập trung nghe lại lần nữa. What does exemption mean? It means not required. Liên nói nha mọi người. It means not required luyện nói lại với tốc độ nhanh hơn it means not required bây giờ chúng ta luyện nói lại khi mà không có phiên âm it means not required It means not required. Chúng ta cùng thực hành thôi. Dana sẽ hỏi và mọi người tự trả lời. What does exemption mean? Rất dễ phải không mọi người? Hy vọng là mọi người nghe được và trả lời được nha. Bây giờ chúng ta cùng qua phần ôn bài. Đầu tiên là hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ flashcard. Tiếp theo hãy điền vào chỗ trống. Mọi người cùng dò lại với đáp án. Chúng ta cùng nhau ôn bài cũ. Đầu tiên là hãy sắp xếp đúng thứ tự nghĩa của từ Physical Disability. Một gợi ý nhỏ là có dư từ nha mọi người. sau cùng hãy điền vào chỗ trống. Mọi người ơi, hãy giao lại với đáp án nha!